Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa tiếp phần so sánh của chúng ta. Nếu như ở trong tài liệu về phần bài tập chuyên đề, bài tập tự luyện của các nhóm thì nó sẽ là từ câu 51 trở đi. Thì ở trong nhóm lấy gốc của chúng ta nó sẽ tính là từ câu số 1 đến câu số 50 của bài tập ngày mùng 5 tháng 5 trong khóa lấy gốc tiếng Anh các bạn nhé. Chúng ta sẽ có với câu số 1 của chúng ta vẫn tiếp phần so sánh của chúng ta. Bạn có biết cái quý cô xinh đẹp ở đằng kia không? Có, đó là Vanida. Giờ cô ấy xinh nhất trong nhóm. Vậy câu này của chúng ta dịch là cô ta xinh hơn bất cứ cô gái nào khác ở trong nhóm. Vậy thì câu số 1, câu số 51 này chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì? Đầu tiên cô sẽ có này, more beautiful than. Ý đây của cô cũng là more beautiful than any other girl. Với lại any girl, vậy cô sẽ có là cô ta xinh hơn bất cứ cô gái nào trong nhóm cô chọn được. Câu đấy của chúng ta đáp án là ý B. Câu số 2 của chúng ta, anh ta có thể làm toán nhanh hơn và đọc cũng nhanh hơn. Vậy câu để so sánh hơn nhé. Vậy chúng ta sẽ có là anh ta có thể đọc nhanh hơn. Dạ, và anh ta cũng có thể làm toán nhanh hơn. Vậy cô sẽ chọn được more quickly. Tại sao mình chọn more quickly mà không chọn more fastly? Vì fastly của chúng ta không có trạng từ là fastly. Fast vừa là tính từ vừa là trạng từ. Xong câu hay chuyển cho cô sang câu số 3 của chúng ta. Thế dịch là cái quạt này, đúng không ạ? Quá cao cho tôi để với tới. Cô ba chọn ý A. Sau 3 chuyển cho cô sang câu 4 của chúng ta. Trong số tất cả những ứng cử viên thì Peter là người có trình độ kém nhất, so sánh hơn nhất. Vậy nếu so sánh hơn nhất thì cô sẽ bỏ ý A của cô, bởi vì này cô sẽ là dạng so sánh hơn này, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ bỏ tiếp ý B vì không phù hợp với công thức. Chúng ta sẽ có từ little của chúng ta là trường hợp đặc biệt. Nó đổi thành từ least trong chuyển sang, nó là trường hợp đặc biệt, nên cô chọn đáp án câu 4 là ý D. Sau 4 chuyển cho cô sang câu 5 của chúng ta. Cô ấy là cô ca sĩ hát hay nhất trong số những người mà tôi từng biết. Thứ nhất. Câu số 5 chúng ta sẽ có từ sinh của chúng ta là động từ sinh. Nó phải đi với trạng từ. Vậy nếu trạng từ thì cô làm cô bỏ ý A, cô bỏ ý B, cô còn ý C và ý D. Ý C và D chúng ta sẽ có so sánh nhất, nó phải dùng the most chứ không dùng the more. Nên cô chọn câu 5 là ý C. Sau câu 5 chuyển được cô sang câu 6 của chúng ta. Câu 6 của cô có than là so sánh hơn. So sánh hơn trong đó từ narrow của chúng ta là tính từ ngắn, nó sẽ thêm error mà thôi. Thì cô chọn được câu 6 là ý A. Sau câu 6 chuyển được cô sang câu 7 của chúng ta. Câu 7 cô có từ dance của chúng ta là động từ. Động từ phải đi với trạng từ. À, 4 đáp án này là trạng từ. Tôi có thể nhảy duyên dáng hơn bạn tôi. Vậy chúng ta sẽ có từ dance của chúng ta sẽ đi với động từ là gracefully. Chợ, tôi có thể nhảy một cách duyên dáng hơn. Chợ, fluently nhá. Tôi có thể nhảy một cách thành thạo hơn bạn của tôi. Sorry, câu này chúng ta dùng từ fluently. Sau câu 7 chuyển cho cô sang câu 8 của chúng ta. Câu số 8 chúng ta sẽ thấy nếu dạng so sánh càng càng nó phải dùng more and more chứ không dùng most and most. Ý A sai về công thức rồi. Cho ý B của chúng ta, nếu như người ta dùng the more thì nó phải có dấu phẩy và có the ở hai đầu. Ý B của cô không phù hợp ý về công thức. Vậy cô sẽ còn ý C và ý D. Ý C và ý D đương nhiên chúng ta có sự lựa chọn thì chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D với công thức so sánh càng càng là more and more cộng tính từ dài. Xong chuyển được cô sang câu 9 của chúng ta. Peter học giỏi hơn ở trường. Bởi vì anh ta học hành chăm chỉ hơn. Bởi vì anh ta học hành chăm chỉ hơn cơ. Nên chúng ta sẽ có này. Chúng ta sẽ không thể chọn cái từ lười biếng hơn được vì nó không hợp lý về nghĩa. Không thể chọn từ cầu thả hơn, không hợp lý về nghĩa, đúng không? Không thể chọn từ tệ hơn được mà phải chọn chăm chỉ hơn. Câu 9 cô chọn được ý A. Sau câu 9 chuyển cho cô sang câu số 10 của chúng ta. Câu số 10 của chúng ta sẽ có từ nothing của chúng ta sẽ làm phủ định. Nó là dùng từ so đằng trước, đằng sau cô sẽ dùng từ as. Đây là dạng so sánh không bằng. Sau câu 10 chuyển cho cô sang câu 11 của chúng ta. Họ hiểu rõ hơn là chúng tôi. Vậy chúng tôi không hiểu nhiều bằng họ. 11 cô chọn được ý A luôn. Đưa nó về so sánh không bằng nhá. Họ không hiểu, chúng tôi không hiểu nhiều được bằng họ. Sau 61 chuyển cho cô sang 62. Từ cái câu số 62, tức là từ cái câu số 12 này trở đi này, nó sẽ thuộc vào cái dạng viết lại câu trong đề thi của các bạn nhá. Giờ dịch là nó sẽ khó hơn, đúng không? Nó sẽ là khó hơn để nói tiếng Anh hơn nói tiếng Pháp. Vậy cô sẽ có là nói tiếng Pháp thì khó hơn nói tiếng Anh. Nhưng câu trong câu này người ta nói là tiếng Anh thì khó nói hơn là tiếng Pháp. Vậy ý A của cô không phải. Ý B của cô là tiếng Anh thì khó hơn là nói tiếng Anh thì khó hơn nói tiếng Pháp. Vậy thì câu số 12 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý B. Được nhá. Ý C của cô dạng nói tiếng Anh dùng từ speaking. Để nói tiếng Anh thì là khó hơn nói tiếng Pháp. Thế còn ý C của cô dạng nói tiếng Anh thì khó hơn nói tiếng Pháp. Nếu mà đằng trước người ta dùng speaking, đằng sau người ta dùng to speak thì không phải. Thì cô sẽ gọi đi là nói tiếng Pháp thì không khó bằng nói tiếng Anh. Ý D của cô lại speaking bên này mà tu ở bên kia thì không được. Phải có mỗi ý B thôi em ạ. Sau 12 chuyển được cô sang 13 của chúng ta. Buổi phỏng vấn của tôi kéo dài lâu hơn là
Buổi phỏng vấn của tôi thì kéo dài lâu hơn là phỏng vấn của bạn. Vậy thì là cuộc phỏng vấn của bạn thì không ngắn như của tôi, không phải, ý ai không hợp lý đúng không ạ? Ý B là cuộc phỏng vấn của bạn thì ngắn hơn của tôi. Vậy 13 cô chọn được, đáp án là ý B. Sau 13 chuyển cho cô sang câu 14 của chúng ta. Khi tôi còn trẻ, tôi thường đi nào nhiều hơn bây giờ. Vậy chúng ta sẽ biết là bây giờ tôi không còn đi nào nữa. Thì câu số 14 chúng ta sẽ chọn được đáp án của chúng ta là ý gì? Chúng ta sẽ có ý A là bây giờ tôi không đi nào nữa. Ý B sao ạ? Tôi thường đi nào khi tôi còn trẻ hơn. Và ý C đó là tôi không còn đi nào nhiều bằng ngày xưa. Vậy 14 cô chọn ý C, sửa cho cô từ này là as, viết liền nhau cho cô nhé. Chờ xong câu số 14 chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta. Chờ câu 15 chúng ta sẽ có câu này như sau. Cà phê của bạn thì không ngon bằng của tôi. Suy ra cà phê của tôi thì ngon hơn của bạn. Nói ra cà phê của tôi thì ngon hơn cà phê của bạn. Nhưng bây giờ người ta viết mai như này rồi viết đằng sau. Viết đằng sau viết cho như thế kia, người ta cũng chả hiểu là của tôi là cái gì, của bạn là gì. Ít nhất mình phải nhắc cái danh từ người ta lần đầu tiên đã, thì mình mới nhắc đằng sau mình mới dùng đại từ sở hữu được. Nên 15 cô không chọn ý A. Ý B là cà phê của tôi thì tốt hơn cà phê của bạn. Nhưng mà đằng sau phải dùng cho như này cơ. Ý B sai. Cà phê của tôi thì tốt hơn cà phê của bạn. Ý C ok rồi. Sau 15 chuyển cho cô sang 16 của chúng ta. Tôi không thể nấu ăn ngon bằng mẹ tôi. Tức là mẹ tôi có thể nấu ăn ngon hơn tôi. Cô chọn 16 ya luôn. Sau 16 chuyển cho cô sang 17 của chúng ta. Murderer is the most serious of all crimes. Dịch là cái vụ tội phạm này, cái vụ phạm tội này đúng không ạ? Là làm sao nghiêm trọng nhất trong tất cả những vụ tội phạm. Vậy chúng ta sẽ có vụ tội phạm này rất nghiêm trọng. Ya không phải. Không có một vụ tội phạm nào lại làm sao nghiêm trọng hơn cái vụ này. Vậy suy ra vụ đấy là vụ nghiêm trọng nhất. 17 cô chọn ý B. Sau 17 chuyển cho cô sang câu 18 của chúng ta. Không ai trong lớp này cao bằng Peter, suy ra Peter là cao nhất. Câu này mình làm rất là quen rồi, đúng không ạ? Gần như là các bạn học so sánh các bạn đều làm câu này rồi. Cô chọn được 18 là ý B. Sau câu 18 chuyển cho cô sang câu 19 của chúng ta. Giờ câu 19 chúng ta sẽ có như sau. Đây là cái âm nhạc hay nhất mà tôi từng nghe. Đây là bản nhạc hay nhất mà tôi từng nghe. Tức là tôi chưa bao giờ nghe. Sorry em sửa đề cho cô. Tôi chưa bao giờ nghe, đúng không? Cái âm nhạc tốt hơn cái này. I have never heard better music than, sorry em, than this. Chờ, tôi chưa bao giờ nghe một cái bản nhạc nào này hay hơn cái bản nhạc này. Vậy 69 cô sẽ chọn được, đáp án là ý A. Xong câu số 69 chuyển cho cô sang câu 70 của chúng ta. Nhận sau câu 69 chuyển cho cô sang câu 70 của chúng ta nhé. Câu 70 chúng ta sẽ, xong câu số 69. Ồ, này đánh số 69 này, sorry em, này đánh số chưa hết đúng không ạ? Chuyển cho cô sang câu này chúng ta gì cả. Đây là cuốn tiểu thuyết thú vị nhất mà tôi từng được đọc. Vậy tức là biết rằng cuốn tiểu thuyết đó rất là thú vị, tôi đọc. Ý A không phải. Ý B của cô là sao? Giá mà tôi biết cuốn tiểu thuyết đó thú vị, tôi sẽ đọc. Ý B không phải. Nhá. Chúng ta sẽ có ý C của chúng ta thì sao? Ý C là tôi không nghĩ rằng nó là cuốn tiểu thuyết hay nhất. Ý C không phải. Ý D là tôi chưa bao giờ đọc một cái cuốn tiểu thuyết nào hay hơn cuốn tiểu thuyết này. Tức đó là cuốn tiểu thuyết hay nhất mà tôi từng đọc. Xong câu 19 chuyển cô sang câu 20 của chúng ta. Tôi tệ hơn cô ấy, tôi học kém hơn cô ấy, tôi kém hơn cô ấy. Vậy dịch là cô ấy kém bằng tôi. Ý A sai rồi, đúng không ạ? Cô ta không tệ bằng tôi. 20 chúng ta sẽ chọn được. Đáp án của chúng ta sẽ là ý B. Thế này ý C của chúng ta. Tại sao ý C mình không chọn? Bởi vì to be của chúng ta đi với tính từ chứ không đi với trạng từ. Nhớ. Thế còn ý D của chúng ta thì sao? Từ từ này. Câu 20 chúng ta sẽ có. Nếu đã dùng isn't là phủ định thì nó phải đưa về so sánh bằng cơ. Thì câu 20 của cô phải là ý D. Nhớ. Câu 20 của chúng ta phải là ý D. Xong câu số 20 chuyển cho cô sang câu số 21 của chúng ta. Câu số 21 chúng ta sẽ có câu này như sau. Họ nói tiếng Anh tốt hơn là bạn. Vậy chúng ta sẽ là bạn không nói tiếng Anh tốt bằng họ. Câu số 21 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A luôn, đúng không ạ? Bạn không nói tiếng Anh tốt bằng họ, ý A luôn. Tại sao chúng ta lại dùng đứt đường mà không dùng don't vì spoke của chúng ta ở quá khứ? Sau 21 chuyển cho cô sang câu 22 của chúng ta. Không có một học sinh nào trong lớp có thể chạy nhanh được hơn Jack. Tức là Jack là người chạy nhanh nhất. Vậy theo ý như vậy thì cô sẽ chọn được câu 22 của chúng ta. Đáp án sẽ là ý B. Đúng không ạ? Jack có thể chạy nhanh nhất. Xong câu 22 chuyển cho cô sang câu 23 của chúng ta. Không có ai trong làng của tôi thì làm sao dễ thương, xinh hơn là xinh xắn hơn là cô ấy. Thế là cô ấy là người xinh nhất trong làng tôi, so sánh hơn nhất. Nhờ. Vậy nếu so sánh nhất thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án là ý A. Cô ấy là người xinh nhất trong làng tôi. Xong 23 chuyển cho cô sang 24 của chúng ta. 24 cô sẽ có câu này như sau. Ông Nam thì làm sao lái xe cẩu thả hơn ông ấy ngày xưa. Vậy thì chúng ta sẽ có là ông ấy không lái xe cẩu thả như ông ấy ngày xưa. Ý A sai rồi. Ông ấy, chúng ta có từ drive là động từ phải đi với trạng từ. Ý B cô đang dùng tính từ sai rồi.
Chưa dịch là ông ấy lái xe cẩu thả như ông ấy ngày xưa ông ấy cẩn thận hơn, ý C không phải. Vậy cô chọn đáp án là ý D. Chưa, ông Lam không lái xe, ngày xưa ông ấy không lái xe cẩu thả như bây giờ. Cô chọn được đáp án là ý D. Xong câu đấy chuyển cho cô xem là ông Lam không lái xe cẩu thả như người bây giờ. Vậy dịch là bây giờ ông ấy lái xe cẩu thả hơn ngày xưa. Vậy là ngày xưa ông ấy không lái xe, đúng không? Ông ta đã không lái xe cẩn, ông ta không lái xe cẩu thả như bây giờ. Thì câu số 24 cô chọn đáp án là ý D. Thế còn ý A là ông ta không lái xe cẩu thả như ngày xưa. Nhưng mà ở đây người ta nói là ông ta lái xe cẩu thả hơn cơ, nên thì chúng ta chọn ý D. Xong 24 chuyển cho cô sang 25 của chúng ta. Cái bệnh viện mới này thì to hơn cái bệnh viện cũ, suy ra cái bệnh viện mới này thì không to bằng cái cũ, ý A sai rồi. Cái bệnh viện mới này thì làm sao nhỏ hơn cái cũ, ý B sai về nghĩa rồi. Cái bệnh viện cũ mà người ta lại dùng more đi với smaller là câu sai về ngữ pháp rồi, đúng không ạ? Cái bệnh viện cũ thì nhỏ hơn cái bệnh viện mới, câu 25 cô chọn được ý D. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa từ câu số 1 đến câu số 25 rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển cho cô sang từ câu 26 sang phần video tiếp theo nhé.